Khe Long Ba là thôn nghèo ở xã vùng cao Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, có 100% là đồng bào dân tộc Mông, cuộc sống còn lắm khó khăn. Trước đây, để đến trung tâm xã Mỏ Vàng, người dân thôn Khe Long Ba phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để vượt qua chưa đầy 15 km đường hẹp, nhiều dốc đứng, đất đá lổ nhổn, một bên là vách núi cao, cây cối tùm, còn một bên là vực sâu chênh vênh. Nhất là sau những trận mưa rừng, con đường biến dạng dần, có những đoạn chỉ trơ lại đá to trơn trượt, có những đoạn nước chảy ngang đường tạo thành rãnh sâu, người dân phải kê ván xẻ để đi qua. Nhiều đoạn lầy lội, hoắm sâu, bùn nước lênh láng. Tuy nhiên trên con đường độc đạo nguy hiểm này, hàng ngày hàng trăm lượt người và xe vẫn phải qua lại. Đồng cảm với những khó khăn của đồng bào thôn Khe Long Ba, trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2011, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Văn Yên đã huy động đoàn viên thanh niên giúp đồng bào phát rừng, đào đá núi, tu sửa, mở rộng con đường vào thôn, giảm bớt khó khăn trong việc đi lại. Tham gia đợt tình nguyện giúp nhân dân thôn Khe Long Ba tu sửa đường có 40 đoàn viên thanh niên khối các cơ quan và trên 100 đoàn viên thanh niên của xã Mỏ Vàng. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên đã nhanh chóng hòa đồng lao động cùng bà con dân bản, tạo nên một công trường thật khẩn trương và sôi động. Dưới cái nắng oi gắt của mùa hè, các đoàn viên thanh niên đã nêu cao tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Mỗi người một việc, hăng say đào đất, phát cây, bê đá, vận chuyển, san gạt đất, mở rộng con đường. Đến với bà con dân bản, mong muốn chung của các bạn trẻ là được chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Em cảm thấy rất vui khi được tham gia tình nguyện sửa đường vào thôn Khe Long Ba, giúp bà con nhân dân đi lại bớt khó khăn. Đây là một hoạt động có ý nghĩa đối với đoàn viên thanh niên tham gia giúp nhân dân. Nhiều thanh niên tình nguyện thuộc khối cơ quan hàng ngày cầm bút, cầm phấn, ít quen với công việc nặng nhọc này phải cầm cuốc, cầm xẻng dưới nắng hè cháy bỏng. Nhưng tinh thần cống hiến đã tạo động lực để các bạn vượt qua khó khăn. Họ đã thật vui và tự hào khi được chia sẻ khó khăn cùng đồng bào. Qua đợt tình nguyện vừa rồi thì em có một cái cảm nhận đầu tiên, đấy là cuộc sống của bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, và đặc biệt là về giao thông đi lại. Và em thấy đây là một đợt tình nguyện rất là có ý nghĩa, không chỉ với riêng em mà với tất cả các cái đoàn viên thanh niên, nhằm góp một phần công sức của mình giúp bà con ở các cái khu vực vùng sâu vùng xa được nâng cao cái chất lượng cuộc sống, để làm giảm bớt cái khó khăn hàng ngày mà bà con gặp phải. Sau những ngày lao động hăng say, chân mình dưới nắng hè, các đoàn viên thanh niên tình nguyện huyện Văn Yên đã đóng góp gần 800 ngày công lao động cùng nhân dân thôn bản nâng cấp và mở rộng bề mặt đường với chiều dài trên 10 km. Con đường vào thôn không còn những hố nước sâu hắm, những đoạn đường chênh vênh, dốc đá rêu trơn như trước. Thực hiện cái chương trình công tác năm thanh niên 2011, đặc biệt là chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2011, Ban Thường vụ huyện đoàn Văn Yên chúng tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai rất nhiều các cái hoạt động với cái tinh thần và hướng về cơ sở, và đặc biệt là với tinh thần thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong cái chiến dịch hè tình nguyện này thì chúng tôi tổ chức rất nhiều các cái đội thanh niên tình nguyện để tham gia một số các hoạt động cụ thể tại địa phương. Hiện nay chúng tôi đang tổ chức triển khai hoạt động tình nguyện hè làm đường nông thôn tại thôn Khe Long Ba, xã Mỏ Vàng. Xã Mỏ Vàng là một cái xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện. Trong đó thì thôn Khe Long Ba là một cái thôn đặc biệt khó khăn của xã. Trong đó vấn đề giao thông đi lại là hết sức khó khăn. Chính vì vậy mà chúng tôi đã tập trung huy động lực lượng gần 200 đoàn viên thanh niên vào đây để tham gia giúp bà con nhân dân sửa chữa, nâng cấp và mở rộng con đường từ trung tâm xã vào tới thôn Khe Long Ba, xã Mỏ Vàng, để làm sao tạo điều kiện cho bà con đi lại một cách thuận lợi nhất. Trong quá trình làm việc tại công trường, đặc biệt là cái điều kiện ăn ở sinh hoạt còn hết sức thiếu thốn và khó khăn. Tuy nhiên là các bạn đoàn viên thanh niên tham gia thì phát huy được cái tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ. Cho nên là các bạn lao động trên công trường một cách rất là hăng say, nhiệt tình. Vì vậy cái tiến độ làm việc trên công trường đạt hiệu quả rất là tốt. Đặc biệt là trong quá trình lao động tại công trường thì chúng tôi còn tuyên truyền vận động để bà con nhân dân trong thôn Khe Long Ba cùng tham gia lao động với đoàn viên thanh niên của chúng tôi. Công trình tu sửa, cải tạo và mở rộng tuyến đường đến thôn Khe Long Ba đã giúp nhân dân nơi đây đi lại bớt khó khăn. Bằng sức trẻ của mình, màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Trước đây thì đường lên Khe Long Ba chúng tôi rất khó đi, và bây giờ được thanh niên tình nguyện lên bản giúp chúng tôi để đào con đường thì bây giờ con đường lên bản chúng tôi đã dễ dàng đi và dễ đi hơn, và đã
đào được thông con đường để cho bà con chúng tôi đi và chúng tôi rất phấn khởi. Có con đường mới, việc đi lại của đồng bào thôn Khe Lóng 3, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên đã trở nên dễ dàng hơn. Đây là điều kiện thuận lợi để nhân dân giao thương buôn bán, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Các thanh niên tình nguyện huyện Văn Yên đã có một hành trình thật ý nghĩa, thể hiện được tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Với tinh thần tình nguyện, mỗi mùa hè lại có thêm những con đường mới, những con đường mang dấu ấn tình nguyện.